เรียบร้อยแล้วนั่นเลยจะไปเกาหลีนี่ตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปก่อนมาช้ามันนี่อย่าชัวร์ว่ากาใส่ลำเนินโอ้ยโถยมาเปิดเลยไปทางซ้ายมาไปจ้าdám về về sợ bỏ đuổi mua định mua lại con đen mang về tặng vợ nhưng mà nghĩ lại là lấy thêm ổ nữa nếu mà đuổi sẽ quần áo đi tiếp buộc đồ thì ở nhà xa thì ở nhàcùng uống đi làm gì họ câu hết rồi em ạ đừng lên nữa của tôi cái tiền hết số mấy tờ thì ông cứ xem nào thu xếp ngày mai cả thôi mạnh xảo ơi biết câu đi ra khác kia đi đúng không mày ổ bên kia không xuống mà nào à tiếp chục ha còn bao không
đừng có mời ra câu lại món đấy. Ở nhà ủ mưu ấy. Thế mấy anh bảo anh lại xảo tuần này hay đi câu đêm lắm. À đi xoa ba ba mà. Ba ba ba. Chân của chú hồ này, bao của chú hồ này, lưỡi thì không phải của chú hồ này, bờ hồ này của nhà hồ này, thế là nó ra cứ thế là nó vả nó không xịt phát nào. Thôi chào các cụ nha, các cụ đi câu ủng hộ em để lấy tiền thả cá đây này. Hồ vườn không nhà trống này, cả đêm mới một có một cụ này, một cụ này kia, một cụ hết rồi này, bao giờ mới đủ tiền thả cá cho anh này lên câu. Ủa, quá máy vào tí nữa rít đấy, bây giờ thì không phải nghĩ. Tiêu nào đây? Mày cái tiêu nào đây? Trong khe. Ơ nha, em chào các cụ nha, giả chỗ cho cần thủ không sắp đạp xuống hồ chú hồ.